Cô chào các bạn học sinh khối 2 trường tiểu học Nguyễn Đình Chính. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn môn toán. Trước khi vào bài học, các bạn hãy chuẩn bị sách giáo khoa toán trang 132, vở toán, giấy nháp và các dụng cụ học tập cần thiết như bút mực, bút chì, thước, gôm. Các bạn nhớ giữ khoảng cách vừa phải từ mắt đến các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính. Cố gắng nghe giảng, thực hiện theo các yêu cầu của bài học. Nếu cần thời gian, các bạn có thể tạm dừng đoạn phim này, sau đó mở lại, rồi cùng cô sửa bài. Chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Ở tiết học này, cô sẽ giới thiệu cho các bạn một bài mới, đó là bài số 1 trong phép nhân và phép chia. Bài học ngày hôm nay gồm 3 hoạt động. Hoạt động 1, phép nhân có thừa số 1. Hoạt động 2, phép chia cho 1. Hoạt động 3, bài tập vận dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hoạt động 1. Hoạt động 1 giới thiệu phép nhân có thừa số 1. Cô có phép tính 1 x 2. Ở đây ta thấy 1 được lấy 2 lần. Các bạn hãy chuyển phép nhân này thành tổng các số hạng bằng nhau. Ta có 1 x 2 bằng 1 cộng 1 bằng 2. Vậy cô đố các bạn 1 x 2 bằng mấy? 1 x 2 bằng 2. Cô có phép tính thứ hai, 1 x 3. Ta cũng thấy ở đây 1 được lấy 3 lần. Tương tự các bạn hãy chuyển phép nhân này thành tổng các số hạng bằng nhau. Cô có 1 x 3 bằng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Vậy 1 x 3 bằng bao nhiêu? 1 x 3 bằng 3. Cô có phép tính tiếp theo, 1 x 4. Tương tự như vậy, các bạn hãy chuyển phép nhân này thành tổng các số hạng bằng nhau. 1 x 4 bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy 1 x 4 bằng 4. Bây giờ các bạn hãy quan sát 3 phép nhân. 1 x 2 bằng 2, 1 x 3 bằng 3 và 1 x 4 bằng 4. Các bạn có nhận xét gì về kết quả khi ta lấy 1 nhân với một số? Khi ta lấy 1 nhân với một số thì kết quả cũng bằng chính số đó. Đây cũng chính là kết luận đầu tiên mà các bạn ghi nhớ trong bài học ngày hôm nay. Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Các bạn đọc lại với cô nào. Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Từ phép nhân 1 x 2, 1 x 3 và 1 x 4 ở trên, cô sẽ đổi chỗ các thừa số thì kết quả của các phép tính như thế nào? Các bạn cùng xem nhé. Cô có 2 x 1, 3 x 1, 4 x 1. Các bạn sẽ dựa vào đâu để tính được kết quả của các phép tính trên? Chúng ta sẽ dựa vào các bảng nhân đã học, đó là bảng nhân 2, bảng nhân 3 và bảng nhân 4 để điền ngay được kết quả của phép tính. Cô có 2 x 1 bằng 2, 3 x 1 bằng 3 và 4 x 1 bằng 4. Các bạn có nhận xét gì về kết quả của phép tính khi nhân một số với 1? Khi ta nhân một số với 1 thì kết quả là chính số đó. Và đó cũng là kết luận thứ hai của bài học ngày hôm nay mà các bạn cần ghi nhớ. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Các bạn cùng đọc với cô nào. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Cô trò mình vừa tìm hiểu xong phép nhân có thừa số 1. Vậy phép chia cho 1 như thế nào? Cô cùng các bạn sang hoạt động 2. Hoạt động 2, phép chia cho 1. Cô có phép tính 1 x 2 bằng 2. Các bạn đã được học, từ một phép nhân ta có thể lập được hai phép chia tương ứng. Cô có phép chia 2 chia 2 bằng 1, phép chia thứ hai 2 chia 1 bằng 2. Mà trong phép chia cho 1 thì ta chỉ giữ lại phép chia có số chia là 1 thôi nhé. Vậy cô có phép chia 2 chia 1 bằng 2. Tương tự cô có phép tính 1 x 3 bằng 3. Vậy cô có phép chia tương ứng là 3 chia 1 bằng 3. Cô có phép nhân tiếp theo 1 x 4 bằng 4. Cô lập được phép chia tương ứng là 4 chia 1 bằng 4. Vậy các bạn có nhận xét gì về những phép chia ở phía trên?
À, các phép chia ở phía trên đều có chung số chia là 1. Vậy khi một số nào đó chia cho 1 thì kết quả như thế nào? À, khi một số nào đó chia cho 1 thì kết quả bằng chính số đó. Đây cũng là kết luận thứ ba mà các bạn cần ghi nhớ trong bài học ngày hôm nay. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Đọc cùng cô nào. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Như vậy chúng ta có 3 kết luận cần ghi nhớ. Cùng đọc với cô nào. Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Một lần nữa nhé các bạn. Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Cô hy vọng rằng các bạn sẽ ghi nhớ và vận dụng 3 kết luận này để hoàn thành các phần bài tập ở phía sau nhé. Hoạt động 3 bài tập vận dụng. Ở phần bài tập này, các bạn chỉ cần làm bài 1, bài 2 và bài 3 đã được giảm tải nên không cần làm. Cô và các bạn cùng đến với bài 1. Bài 1, tính nhẫn. Đây là một số phép nhân và phép chia. Các bạn hãy vận dụng 3 ghi nhớ. 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Để hoàn thành bài tập dưới đây nhé. Các bạn hãy dừng màn hình để làm bài. Các bạn làm xong chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra bằng cách cô đọc phép tính, các bạn trả lời nhanh đáp án nhé. 1 nhân 2 bằng 2. 2 nhân 1 bằng 2. 2 chia 1 bằng 2. 1 nhân 3 bằng 3. 3 nhân 1 bằng 3. 3 chia 1 bằng 3. 1 nhân 5 bằng 5. 5 nhân 1 bằng 5. 5 chia 1 bằng 5. 1 nhân 1 bằng 1. 1 chia 1 bằng 1. Những bạn nào đã làm đúng với kết quả của các phép tính nào? Các bạn giỏi lắm. Cô và các bạn vừa học xong bài số 1 trong phép nhân và phép chia. Ở nhà các bạn nhớ học thuộc 3 ghi nhớ, làm phiếu bài tập toán phần 27, xem trước bài số 0 trong phép nhân và phép chia trang 133 nhé. Cô chào các bạn, chúc các bạn làm bài thật tốt.